Em thấy anh là người từng trải, anh nghĩ gì về giang hồ nhạn Hải Phòng với chú Hải Bánh? Thì cái câu chuyện là tôi thực sự thì cũng không biết chú Hải Bánh là ai cả, và cũng không biết cái ông nhạn Hải Phòng này là ai cả. Đấy, thực sự là thế, nhưng mà tôi cũng xem qua rất là nhiều clip thì ông nhạn này thì cũng loanh quanh vài câu chuyện là cho chú Hải biết mình. Đấy, rồi bảo là chú Hải vào trong trại giam Xuân Lộc đấy, ca Xuân Lộc đấy có anh Minh Sức, chú Minh Sức mà lại an toàn trở về. Thì có nghĩa là ý của ông này là bảo là có ông đấy trong đấy, cho nên là nó biết chú Hải mới an toàn là trở về. Nhưng mà mình xin hứa với tất cả anh em với các bạn này này, ở trong tù á, cái thời mà chú Hải đi tù á nhá, thì cả nước biết chú Hải là ai rồi, còn ông Nhạn thì không ai biết ông Nhạn là ai cả. Và chú Hải vào trong trại trong tù ấy, chú không thiếu tiền, chú không thiếu thốn cái gì cả, mình chắc chắn luôn. Bởi vì thì mình không ở với chú Hải, nhưng mà mình ở cùng K2 An Phước với lại anh Trường Xuân, là anh Trường Xuân là cùng vụ với lại chú Hải Bánh ấy. Anh Trường Xuân anh ở bộ buồng 1.9 và 1.9 là, nhưng mà cùng khu với tôi ở một, ông Trường thì ở 1.9 ở 1.8, còn mình thì ở 1.9 nhưng mà cùng khu, nhưng mà nó khác buồng thôi. Đấy, đến chú anh Trường vào trong trại nha, còn anh cũng là bố đời ở trong cái trại thôi chứ nó chưa nói đến chú Hải nha. Còn cái ông Nhạn này này, người Hải Phòng, anh em Hải Phòng tôi chơi rất nhiều, các anh của tôi Hải Phòng rất nhiều, ở Bà Rịa cũng có, ở Hải Phòng cũng có, ở Sài Gòn cũng có, nhưng mà tôi chưa thấy ai Trường trại thì nhưng mà nói chuyện như ông cả. Đấy, còn để về ngoài đời, cái đẳng cấp của chú Hải nó khác hẳn nha. Mỗi ngày chú đổi một con ô tô, mỗi ngày chú đổi một con bồ nha, mỗi ngày chú đi một nước. Bây giờ chú thích cái gì chả có, cái đẳng cấp nó lên tất cả nhá, không cần phải giải thích nhiều, không cần phải trình bày nhiều. Còn xác định mà bảo là lên va chú Hải thì tôi thật chứ, chú Long Tây với lại anh Long Tây với lại chú Long Tròn để làm cảnh à, không đủ đẳng cấp đâu, chứ đừng lên mõm nữa mà anh em người ta chửi cho nhá. Đấy, người Hải Phòng tôi chơi rất nhiều, các anh của tôi là người Hải Phòng cũng rất nhiều, từ Sài Gòn có, Bà Rịa cũng có, đấy, anh em Trường trại cũng có, nhưng mà người Hải Phòng người ta chất lắm, người ta không như này. Tôi chưa gặp người Hải Phòng nào mà như cái ông Nhạn này cả, cho nên là nếu mà tiện đây tôi gửi lên một đôi lời cho ông này, có tuổi rồi an phận đi, bỏ cái đầu ra, bỏ cái tư duy ra mà làm ăn thì nó hay hơn nhá. Còn để mà chú Hải chú tu rồi cần gì chú phải va đâu, va thì em mốt chú nó va, chứ còn chú cần gì chú phải lên tiếng đâu nhá, nên là không cùng đẳng cấp đâu, không cùng cùng tầng đâu. Đấy, theo thì mình đánh giá mình gọi là công tâm là như thế, còn mình chả biết chú Hải là ai cả, và mình không biết ông Nhạn này là ai cả, mình không phải là giang hồ. Đấy, thế thôi.